Bắt đầu chương trình vui Tết Trung Thu 2023 hôm nay, xin mời quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng các em đến với tiết mục văn nghệ chào mừng đàn organ. Liên khúc bài Chiếc Đèn Ông Sao cho em Quỳnh Long Nhật, học sinh lớp 7A2 trình bày.